Em Chiến chào các bác nha. Chuẩn bị ngủ thì em test một ca khúc để các bác nghe rồi nghỉ ngơi đêm khuya rồi ngày mai tiếp tục công việc. Ngày mai chắc các bác cũng có đám cưới nha. Mai mốt đám cưới rất là nhiều. Có thể là sáng mai hàng về thì em có thể quay video sơ sơ rồi ngày mai cũng mắc đám cưới rất là nhiều. Sát nhà cũng có đám cưới nên các bác có khi lỡ gọi em không bắt máy thì có thông cảm nha. Tại vì ở Nhật tuần này đám cưới liên miên, nhà em riêng là 4-5 cái rồi. Rồi giờ em sẽ test bộ Onkyo 306 506 R cùng con giải mã lấy nhạc mạng đây các bác cùng nghe nha. Và giá bộ rebound này là 17.500.000 nha, hàng đẹp xuất sắc. Sao lòng ta cứ nhớ thương hoài, nhớ thương những ngày
đêm dây hậu mưa nắng ngược xuôi, còn anh phương xa kiếm gì qua ghé thăm em hoài. Ước mơ một ngày hai đứa mình nên nghĩa phu thế, để rồi hôm nay anh ngồi đây cứ mãi mong chờ, biết đến bao giờ anh mới gặp lại người anh.